Thưa quý vị, Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa có văn bản triệu tập hai doanh nghiệp cùng bốn cá nhân liên quan vụ sạt lở ta luy công trình ở thành phố Đà Lạt. Trong đó bốn người bị triệu tập đều ở thành phố Hồ Chí Minh là chủ các thửa đất có đoạn ta luy bị đổ sập trong hẻm Quảng Hoa Thám, phường 10 thành phố Đà Lạt, khiến hai người chết, năm người bị mắc kẹt. Theo đó, Sở xây dựng triệu tập hai doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phận xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng là nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng Ta Luy, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh là nhà thầu thẩm tra thiết kế, hai công ty này cùng ở thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, Sở cũng triệu tập bốn chủ đất gồm ông Nguyễn Minh Thông, ông Nguyễn Minh Tâm và ông bà Lê Văn Lực, Hoàng Thị Kim Xuân, bốn người này đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở xây dựng đề nghị khi đến làm việc vào chiều mai, các tổ chức cá nhân trên phải mang theo toàn bộ hồ sơ liên quan đến công trình gồm hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ biện pháp thi công, hồ sơ khảo sát, hồ sơ quản lý chất lượng quá trình thi công, các tài liệu khác có liên quan. Động thái này được đưa ra để làm rõ vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 29 tháng 6. Hàng ngàn khối đất đá từ ta lui công trình trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám phường 10 bất ngờ tràn xuống 3 căn nhà 3 đến 4 tầng. 7 người bị vùi lấp, 5 người được cứu. Vợ chồng công nhân quê Phú Yên ngủ trong láng trại bị vùi lấp tử vong.